Chào các bạn Chúng ta đến với truyện tranh Chú bé Long Nhi Hoàng Phi Hồng Tập 1 Quyền pháp vô tâm Quyền vương xuất hiện Cháp 1 Hỏa diệm sơn Lộc cộc Lộc cộc Nơi một thôn xóm yên tĩnh Và hiền hòa Cha Mình mệt rồi phì phì phi hồng ơi thiện thể trẻ thêm một ít đũa nha nữa à dầm trẻ thì trẻ hự hự à em giúp chị đổ nước cho đầy luôn đi được cả trăm đôi đấy xong rồi này chị chà thủ pháp nhanh ghê gớm dễ ợt thôi mà ừ nhỉ nước hết sạch rồi mang nhiều thùng như thế thì sách làm sao cho hết bụp a lê hấp vèo hả một thùng hai thùng ba thùng hấp lên nào xong ngay chí vút Trời, thật tuyệt vời. Thằng bé sử dụng lực ly tâm để nước không thể văng ra được mà lại hết sức chính xác. Kinh khủng thật, có thể sử dụng chiêu thức tuyệt vời như thế, thật mà khó tin nổi. 13. Thế là xong. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé thiếu niên này chắc hẳn sẽ là một đại cao thủ trong tương lai đầy lu nước rồi, ta đi ăn cơm nào. ực ừ, ực ai thế? Cụ ơi, cụ không nên nằm ngủ ở đây, coi chừng trúng gió đó. Cụ ốm rồi hả? Vèo, này, sao lại đánh cháu vậy? Vèo. ực ừ, chẹp chẹp. Rượu ngon quá. Nó phản xạ nhanh thật, mình đánh bất ngờ thế mà nó vẫn né được. Ừ đỡ cú này vèo á bịch bầu trời xanh con kiến xanh lá cũng xanh vèo nhấm nháp hi hi hấp ngon tuyệt cú mèo thằng nhóc này là một thiên tài bẩm sinh trăng thử lần nữa xem sao vèo rớt này thêm hớp nữa lão đạo. Chỉ khi mệt mới chịu thua ta thôi sao? Nếu là quyền vương thì kẻ đó phải có nút ruồi ở giữa chân mày. Thằng nhóc này có không nhỉ? À không có. Vậy là mình đã lầm người rồi. Hết rượu rồi. Sơn chặn quán. Tên nhóc đó tuy không phải là quyền thánh. Nhưng tài nghệ thật đáng cơm phục. Đi thôi ơ ờ, xin lỗi hai ông quên chưa trả tiền cơm này ừ đủ ăn dở tệ thế mà cũng đòi bọn ta trả tiền à ôi hai ông là thiết đầu huynh đệ thì phải ha ha biết thế thì tốt đó xem đây yà yeah, dầm hừm rắc chả khiếp quá thấy màn biểu diễn thế nào cô bé còn muốn đòi tiền nữa không Đãi bọn này một bữa cơm là vinh hạnh đấy hả hả chuyện sử dụng đầu kiểu đó hèn gì mà tóc mọc không nổi phi hồng thôi em ạ à, họ ăn không một bữa cơm cũng chẳng sao mà em làm họ nổi giận thì nguy hiểm lắm thì, bọn nó chỉ giỏi hù người ta thôi có màn vui để xem rồi tấn công vèo dầm ha 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 trông mì tức cười quá nhóc ạ hai ông cười trông y như khóc vậy hmm. này thằng nhóc nói vậy lại có ý gì vậy em hiểu không hình như nó đang nói móc anh em mình đó anh ạ tiêu hmm. mày rồi bây giờ thì trò vui mới bắt đầu đây dầm còn đòn này gọi là đánh đá lửa. Dâm. Cháy rồi nè. Còn sáng hơn cả cái đầu của tụi bay nữa. Chà chà. Đáng nể thật. Hay da. À. Ừ. Chọc giận bọn ta rồi đấy nhóc. Thằng nhóc kia. Nếu không hạ được mày, tụi tao nhất định không ra khỏi đây. Sao? giữ thế à? vèo vèo Vậy thì ta cũng cho các người xem vũ khí bí mật của ta Đây gọi là hầu tử côn Cái gì? Một con khỉ Thằng nhóc Mày định dẫn mặt với tụi tao chắc Lên nào ngộ không Vèo á Hi hi Ui da, Em ơi coi chừng đó Vèo Ê xe ôi, ối trời ơi hôi quá ha ha lần đầu tiên bọn mi được người mùi nước đái khỉ thì phải hê hey hê hey hê hey. thằng nhóc thật lau cá phải dùng tuyệt chiêu thôi đúng thế xem chiêu vô địch của anh em ta đây thiết đầu công phu à tụi bây hết chuyện rồi hay sao lại chơi cái trò đưa đầu ra đánh nữa hả được lắm chết mi nè nhóc con hụt nè hi, hi ngộ thiệt Đau lắm hả Trời Vẫn không hề hấn gì Bọn này thật là lì lợ Dầm trà nguy hiểm quá Ha ha không thoát khỏi đâu nhóc con Dù sao cũng phải tìm cách Hạ bọn chúng mới được Vèo Ui da chết cái chân rồi Trời nguy cho cậu ta rồi Cẩn thận đó Bốp 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 ừ. Hê hê Bây giờ mà mày ngủ Thì quá sớm đấy nhóc con ạ à. dáng sức mà chơi với tụi tao chứ Bốp Dầm Phí hồng Tệ thật Kết thúc nào Ha ha Định dùng đội đũa đó chống lại tụi tao hả à? Điên thật hay à, Ôi Á à, Kéo Bắc. Cho tụi bay nhào lộn lè Ồ Thật chính xác Bong Chà Phải làm gì tiếp theo đây Em ơi em đâu rồi Ôi chả thấy gì cả Hấp À à Mình biết phải làm gì rồi vèo bốp he he kịch ồ thế là xong nếu cậu ta có nốt ruồi thì đúng là quyền thánh phi hồng có nốt ruồi nè đâu ơ ờ, em có nốt ruồi à chà trời một nốt ruồi đen giữa tam tinh đây đúng là người mà ta muốn tìm rồi sau cùng tôi cũng đã tìm được cậu rồi Gì thế Tôi vâng lệnh chùa Thiếu Lâm đi tìm cậu Dòng dã mấy năm trời Tưởng đã không bao giờ gặp Đất nước Và nền võ học Trung Quốc đang cần cậu Xin cậu theo tôi đến chùa Thiếu Lâm Cháu cũng muốn đi nhưng Cụ phải cho cháu dắt theo ngộ không Đa tạ ơn trời đất Thế là Phi Hồng và Ngộ Không cùng nhau lên đường cả hai theo chân vị đại sư lên chùa Thiếu Lâm là nơi cội nguồn của võ học thiên hạ. Điều gì thú vị sẽ chờ đợi ở phía trước? Chap 2 Ông lão ban rượu Chùa Thiếu Lâm Tự Có một quyển bí kíp võ công tên là Quyền Tinh Nếu học được hết bí kíp đó Sẽ trở nên thiên hạ vô địch Phi Hồng Con phải biết là quyền pháp cũng giống như một hồ nước mênh mông phải có tấm lòng bao la như hồ nước đó phải hành động giống như dòng nước chảy và có khí phách mạnh mẽ như sóng điều quan trọng là phải biết điều hòa nó con nên khắc ghi điều ấy ơ cho con tí nước ạ đây là rượu chứ không phải là nước một hớp thôi đó nhóc À, nơi đây là tử tuyển, nơi sản xuất ra thứ rượu ngon mà ta đang uống đấy. Cứu, cứu tôi với. Phi Hồng đâu rồi nhỉ? Hê hê, chả ai cứu đâu cô bé. Nè, giúp mình. Đứa nào vậy? Ê, mày muốn chết hả nhóc? Cút đi. Này, làm gì mà giữ vậy? Cho nó một trận đi. bốp bốp tốt lắm xin đa tạ các vị đã cứu con gái của lão nhìn thân thủ của quý vị thật không phải là người tầm thường vậy xin vui lòng giúp lão một việc nữa ơ ờ, nhưng chúng tôi đang bận lắm số là gần đây trong thôn này tình hình an ninh thật tồi tệ bọn trộm không hiểu từ đâu kéo đến chúng vô cùng hung ác và tàn bạo vừa mới xảy ra vụ cướp tiệm vài hôm qua hôm nay chúng lại viếng quán của tôi rồi ăn uống no say đã không trả tiền thì thôi chúng lại còn phá hết cả đồ đạc làm bảo vệ ư chà chà xin lỗi chúng tôi chỉ là người qua đường thôi không sao tôi bằng lòng giúp lão mà cứ việc sai bảo ừ. chà nhà to quá nhỉ làm vài món đem lên nhé. Xin anh cứ tự nhiên như ở nhà, đừng khách sáo. À à, cảm ơn. Mời lão sư phụ một ly ạ. À. Ồ, xin đa tạ. Ừc ừc, thấy rượu thế nào? Ngon không ạ? À? Đây là rượu bách hoa. Quả là thứ rượu thượng hạng. Cho con thử một tí ạ. À. Anh ơi, đừng uống rượu, không tốt đâu. chăm sự xin nhờ hai vị. Đêm nay ta giữ cửa chính, con lo cửa sau nhé. Dạ, kịch. Ngộ không, mày giỏi lắm. Trống không? Ừ, định uống một tí, mà đã hết sạch rồi. a à, có mùi rượu. Gión rén. Hi hi, đây là kho rượu. ực ừ, ực ừ. ngộ không? Sao lại dám uống rượu? Cho ta uống nữa. Đừng mách lão sư phụ nha chén cuối cùng ha ha và đây là phần mày khò khò Xịt. có một thằng nhóc ở đây cứ mặc kệ nó chả thấy động tĩnh quái gì cả cứu tôi với ăn cướp ôi trời ơi có việc rồi cạch hơ trời nguy cho chủ nhà rồi lão sư phụ ừ. Còn dám la Làm sao bây giờ Tiền đâu Mang hết ra đây cho bọn tao Nghe chưa à Cứng đâu hả Vụ hi, hi Muốn có tiền hả Cạch Ờ Thì ra là thằng nhóc ban ấy Vèo Nhảy Xẹt xẹt xe xẹt xe. Xem đòn chặt khoai lang đây Hi hi Rắc ý Cộc cộc Thêm một cước nữa cho ngủ luôn bốp xong một tên ừ. đỡ này nhóc ghê nhỉ vèo bốp cẩn thận đấy con ạ à. vèo bốp ui da xong cả ba tên cậu ấy giỏi quá đúng là võ thuật của bậc quyển thánh gừ một lũ ân hại ba tên mà không đánh lại nó. Tên cuối cùng. Xin mời. Cho mi nếm thử thiết chảm quyền của ta. Vèo xoảng Toàn bộ bị nứt làm nôi hết rồi. Thiết chảm quyền quả thật ghê gớm, nghe nói rằng còn có thể chặt được cả thiết côn. Hê hê, mày thấy gì rồi chứ? Côn hồn thì xéo khỏi đây. Ông tha cho. Ừ. Để mình xem thử đã. Đỡ này. Vèo, ngây thơ. Bốp. Oái. Thêm cái nữa xem sao. Cho trẻ con. Cái nồi và cái chảo này nữa. Tiếp tục chứ? Thêm cái nữa. Cứ việc ném mỏi tay thì thôi. Hí hí. Phục ta chưa hả? bây giờ nếu muốn ta tha cho thì trễ rồi con ạ, à. xem ra mày hơ hơ át gì, ha ha ha, tao sẽ không tha cho mày, Thật nhóc con, một trái táo nữa xem sao, còn dám dẫn mặt ta hả, vèo, nào ăn đi rồi chết, gì làm thế vẫn còn dở lắm, xem đây ta sắt trái táo trông đẹp hơn của mi nhiều đủ lau cá nhóc con mày chán sống rồi phập xem ra hắn nổi giận rồi vèo để xem mi tránh được bao lâu nhóc con coi chừng anh ơi thiết trảm quyền hắn tới rồi bốp xoảng Phi ông, Úi da đau quá Thật không ngờ nó lại có thể dùng tấm vải cản thiết chạm quyền của ta Bốp vèo ui, Nghĩ hết đường thoát rồi Nhãi danh bập, bập, bập. Anh ơi phía sau là vách tường đó Thôi rồi phe này thật là khó sống Á à, kịch. Cùng đường rồi nhá Chạy đâu cho thoát có ngon thì nhau vô vèo chúng rồi hả trời ơi ông vò vẽ Á à, á. À, chết tôi rồi hích hích thằng quỷ con mau ra đây vẫn còn hăng lên thế cơ à ta đây nè xem chiêu hỏa tiễn đây vèo búp ôi mẹ ơi kịch con nữa nè từng chiêu cuối này trộm đào dưới chăng Xem mi còn đứng nổi nữa không Ý... hi, hi Hoan hô tuyệt vời quá Giỏi lắm Xin cảm ơn hai vị rất nhiều Ồ có gì đâu Đây là một ít quả mọn Hurra! Sau đó Phi Hồng cùng Lão Sư Phụ Tiếp tục cuộc hành trình trở về chùa Thiếu Lâm Tự Nhưng đi kiểu này không biết bao giờ mới tới nơi chấp ba đại hội quyền pháp nhưng siêu nhỏ nhưng sau nhiều ngày họ cũng tới nơi ngọn núi nam tung sơn kia rồi thế là ta đã đến thiếu lâm tự đây là cửa lớn vào thiếu lâm tự chúng ta lẹ chân lên một chút dân ở đây siêng tập luyện quá đúng nơi đây ai cũng siêng tập võ Nghỉ thế đủ rồi, chúng ta lên đường thôi. Con muốn ngồi thêm tí nữa. Ha ha, nếu thế thì trời tối mất. Hi, hi. Nhanh lên, kẻo chúng ta đến trễ mất. Các em đi đâu mà vội quá vậy? À, tụi em đi coi đại hội võ thuật. Ồ vậy à? Đến nơi rồi. Chà, đông người xem quá nhỉ. Hay à, thật là có khí thế. Hi hi, bắt tay. Con kỳ này là tên là gì vậy anh? Nó tên là Ngộ Không Còn em là Lý Cát Về phía lão sư phụ Phi Hồng ơi Nó lại đi đâu mất rồi Anh có muốn tham gia không? Không, anh chỉ học được một chút ít thôi Với lại không có sư phụ ở đây hả? Giải thưởng đó hả? Mình phải tham gia mới được Trời ơi Đòn kết thúc dừng lại. Tôi chịu thua. Còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Bản tán, gì sao? Anh đi đi. Hắn lợi hại lắm. Tôi xin khiêu chiến. Trời, một thằng nhóc. Thằng này gan thật. Thế là cậu bé của chúng ta ra tay. Hoa hô chú nhóc, cố lên, cố lên, Hoa hô. Nó ra rồi kìa. Cố lên anh ơi. Bắt đầu mời tiếp chiêu yeah. làm gì mà la to thế cố lên nhé liếc chà phải cố thắng mới được xem này bốp chúng đòn rồi cố lên nhóc ui ra đau quá không xong rồi dậy đi đứng lên trời chịu thua chưa nhóc vèo vèo đỡ thiếp này ya, yeah. ý bịch thắng hay lắm thằng nhóc giỏi thật hoa nô là một vị quyền thánh mà thi đấu ở đây sao còn vị nào ra khiêu chiến nữa không có tôi nè bắc ông làm gì vậy đó là một thế võ bắt trước bọ ngựa nên được gọi là đường lang quyền hóa ra là bọ ngựa tôi cũng có võ loài vật nữa nè ngộ không lại đây nào hầu quyền hấp ngó quanh vèo vèo hay quá ồ chuẩn bị đỡ sẵn sàng vèo á thêm chiều nữa hi cậu bé giỏi thật đánh đi nào hỏa tiễn bay vèo Ngoái. Hãy xem tuyệt chiêu khỉ đánh trống của ta. Chát bùm, chát bùm, chát bùm, bốp 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 bốp. tài quá. Hoan hô hoan hô giỏi quá. Lại thắng nữa rồi. Đúng là quyền thành. Người thứ ba, bốp. Phi Hồng đã đánh bại bốn người rồi. Người thứ tư. Chỉ còn một người nữa thôi mà. Người thứ năm là Vũ Long. Vô địch của năm trước vũ long là một chàng thanh niên tuân tú chuyên sử dụng tam đoạn côn hoan hô cả hai đối thủ đi ba con trận đấu lần này sẽ rất hấp dẫn đấy tam đoạn côn à cậu bé cũng chọn vũ khí đi như thế mới công bằng cầm đại cái này xem hai đối thủ tiến lên một bước trận đấu bắt đầu hoan hô phi hồng vũ long vô địch xem toàn đoạn côn vô địch của ta đây cạch cạch cai vèo bụp trời đất vèo ối ý côn pháp nhanh quá chịu thua đi nào vèo loại côn này có thể co duỗi được mình không có cách nào lại gần cả ha ha bây giờ mới bắt đầu đây á à, bốp tam đoạn côn này giống như vật sống vậy á à, bịch ý phù có cách rồi vèo ừ. bịch thừa cơ hội này hả để thi chuyển tuyệt kỹ nhảy sao trời đất ơi binh Đả cướp quyền Rắc rắc Xem nè Trà Thiệt chiêu Tam đoạn nhân <laughs> Một nè Hai nè phi hồng vô địch Thắng liền năm đối thủ Biết lợi dụng điểm yếu của đối thủ Mà tấn công thật là giỏi và bây giờ chúng tôi xin mời cậu bé vô địch trong đại hội lần này lên nhận phần thưởng. Hồi hộp quá. Đây là phần thưởng dành cho cậu. Xin cảm tạ. Hắn giỏi thật. Mình thua cũng đúng. Mình sẽ cố giỏi như anh ấy. Sư phụ ơi, có rượu ngon rồi nè. Con thật là giỏi quá. Ui ra đổ rượu mất. Ê, ê, ê. Ức ừ, ực ừ. Dù gì thì thiếu lâm tự cũng chỉ ở trước mặt nên hai thầy trò Phi Hồng cũng không cần phải gấp làm gì nữa. Cháp 4: Nhập môn Thiếu Lâm Tự. Nam Trung Sơn sắp đến Thiếu Lâm Tự rồi Phi Hồng. Có nồi hộp quá. Không biết Thiếu Lâm Tự như thế nào nhỉ? Vào đây sẽ thấy. Cao thật. Chúng ta đi nhanh nhé. Vâng ạ. Sư phụ ơi, nhanh lên ngộ không chờ tao với phù phù khẹt khẹt mày muốn uống hả con khỉ này cũng biết uống rượu sao ông ơi cho cháu uống với đâu ra thế này muốn uống rượu của ta cũng được nhưng phải có một điều kiện cháu làm thế nào để bụng vào người ta được làm thế nào để cháu đụng vào người ta được thì ta sẽ cho cháu cả bình rượu điều kiện dễ vậy sao chỉ cần chạm vào người ông là được à chạm nè ý ủa a à. thần pháp lão nhanh quá mệt rồi à mới đó mà đã bỏ cuộc à còn lâu nhá. vèo hừ lão nhanh quá trời vèo 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 đường cùng rồi nhé coi lãi chạy đâu ý bốp chú nhóc chậm quá ha <laughs> ha ông lão lợi hại quá mình không tài nào bắt được phi hồng chúng ta sắp đến nơi rồi a à, sư phụ có một ông lão kỳ lạ lắm ủa ta đâu thấy ai phi hồng ông lão vừa mới ở đây mà lạ thật nhỉ hi, hi sư phụ tới rồi kìa chùa thiếu lâm tự đây rồi ý chả đông người quá đây là sảnh đường luyện võ khi thế thật hự bốp cắt trắng đó dùng để luyện chỉ lực ồ hay hay bốp bốp bịch hay à một hai ba một hai bốn một hai năm ồ đó là bài tập bụng rèn luyện kiểu này mệt thật nhỉ ha ha con sợ rồi à phi hồng con cũng muốn được tập luyện như thế trước hết phải bài kiến thánh tăng đã im phăng phắc gì thế rất vui mừng đón các vị đến thiếu lâm tự a à, ông lão hồi nãy thánh tăng đây là phi hồng dạ phi hồng chắc con cũng vừa được thấy việc khổ luyện quyền pháp ở thiếu lâm tự con có chịu được như thế không con muốn được như thế thân thể của ta con còn chưa chạm vào được mà ha, ha. trước khi bắt đầu luyện tập ta cần nhận biết rõ thân thủ của con mới được nên hồi nãy ta mới thử con Lần này con nhất định tóm được lão Chuẩn bị chưa ha ha ha. Con khoan vội Bây giờ ta có một bài kiểm tra cho con Con hãy Cắt mặt trăng ra làm đôi Mặt trăng Đêm nay là đêm đầu tiên Trong vòng 3 ngày Con phải cắt mặt trăng ra làm đôi cho ta Phi hồng Đêm thứ nhất Hích Kêu mình đi cắt mặt trăng Làm sao bây giờ Thằng bé có vẻ không bỏ cuộc Làm sao cắt đôi mặt Trăng bây giờ Sư phụ ơi Có thật không đó Con làm được rồi nè Có thật không đó Chỉ mới một đêm mà con làm được sao Trăng ở xa lắm Sao con làm được Đây là Trăng nè Hay uh, bốp Nứt làm đôi Đúng không sư phụ Đêm thứ hai trăng tròn như cái bánh bao Ngó lên mà thấy muốn nhào lên ăn Ủa Đúng là nó rồi Cái mâm trà là trăng sáng Sư phụ ơi Sư phụ xem con nè Ném cái mâm trà lên Vèo Trùng với trăng sáng Tốt lắm Trà Dùng cước phá vỡ mâm trà như là phá vỡ trăng sáng Bốp Hmm. Ừ đúng chưa ạ làm như thế là không được đâu mặt trăng là mặt trăng chứ đâu phải cái mâm trà con tìm cách khác đi phi hồng búp trăng lên cao thì làm sao mà cắt được làm sao bây giờ à, a ánh trăng in trên mặt nước có rồi ánh trăng trên mặt nước mình biết rồi sư vụ thánh tăng trăng sáng trên mặt hổ con cắt nó ra là được phải không ạ à? cũng được nhưng không đơn giản đâu xem con đây vẫn toàn lực chém mạnh xuống hả á ha 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 không cắt được mà cũng không thấy trăng luôn ha 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 ủa thử lại một lần nữa xem có cách khác rồi còn có cách mới rồi hít sâu tùng con định làm cách gì nữa vậy? trăng đây rồi, chậm chậm nào, ngón tay phi hồng đang tiến về phía ánh sáng. thế nào có cắt được không? ngón tay của con chỉ trèo qua, thì làm sao mà cắt được mặt trăng? phi hồng, phù phù, được, con sẽ làm cho sư phụ xem, xem con đây, phi hồng con chớ hỗn lao với thánh tăng còn đâu có Ngày thứ ba Phi Hồng thế nào rồi? Nó rất đau khổ Muốn đạt được chân lý thì phải khổ tâm nghiên cứu Cực khổ chỉ là một quá trình mà thôi Nhưng nếu hết ba ngày mà không vượt qua thì sao Thánh Tăng? Nó vẫn có thể thông qua được Ô, thật sao? Đúng vậy, Phi Hồng rất có tư chất võ thuật Hơn hẳn người khác, ta tin nó có thể thành công Tủm Mặt nước phẳng lặng con chim nhỏ, theo gió bay, lướt trên mặt nước, vút, tạo nên gió. À, mình biết cách rồi. Đầu tiên phải cố định eo. Hây, 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 hây. Hây, hây, hây. Đêm thứ ba. Đêm nay là đêm cuối nhé, Phi Hồng. Để ta xem bản lãnh của con thế nào. Con ơi, dáng lên. Con sẽ cố. Mọi người xem nhé. Đây là công phu phá nguyệt pháp Vèo Khoái quyền đã rạch ánh trăng ra làm hai Mặt trăng đã bị cắt ra làm hai rồi Con đã cắt được trăng ra làm hai rồi Con thành công rồi Sư phụ ơi Thật công ngờ nó đã thành công trong vòng có ba ngày Thật nhóc lợi hại thật không còn nghi ngờ gì nữa đúng như truyền thuyết nó sẽ là quyền thành tương lai của nó sẽ vô cùng rực rỡ thánh tăng vậy là con được vào thiếu lâm tự chưa ha ha xin chúc mừng con đã vượt qua thử thách chap năm tam liên quyền cái thứ quái quỷ này khó quá thiếu lâm quyền pháp làm cho thân tâm phối hợp Tâm không sáng thì làm sao có thể rèn luyện thân thể cho tốt được. Cẩu thả lười biếng là bị phạt. Ồ, hí hí, tới mình rồi. Đỡ nè, hê hê. Đến giờ luyện tập rồi. Hích, tê chân quá. Bọn nhỏ thật là năng động. Hôm nay là ngày thi đấu nên bọn nó mới hăng vậy. Mình lại thích vận động như thế này hơn. Hê <laughs> he vù Ngô Trọng thật là sung sức Phi phi Cậu ta tham gia thi đấu hôm nay mà Thi đấu võ công hả Bộ cậu không biết hả ừ. Cuộc thi đấu này được tổ chức 2 năm một lần Và là một cuộc thi rất quan trọng Nhằm tuyển chọn nhân tài Học 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 Mọi người rất tích cực rèn luyện Để vượt qua kỳ thi này Vượt chướng ngại vật Đi qua cầu khỉ về tập hợp Tại sân chùa tập đất cũng rèn luyện cho cơ thể thêm mạnh khỏe. Cố lên đi. Ừ. Hey cậu là Ngô Trọng hả? Nghe nói hôm nay cậu tham gia thi đâu? Còn cậu là Phi Hồng phải không? Đúng thế. Ừ. Buổi tập hôm nay kết thúc. Đa dạng sư phụ chỉ giáo. Mệt quá hả? ừ Mệt thật. À Ngộ Không, mày đến tìm tao hả? Luyện tập xong rồi chúng ta vào rừng chơi nhé Lâu quá không gặp mày Ha ha Lộn mèo đi Khẹt À vẻo Ủa Thì ra là ngô ngô trọng Sao lại tập luyện có một mình ở đây vậy nhỉ Hừm Kịch Chắc hắn chuẩn bị thi đấu Hay à Kịch Trời thân cây bị đánh thủng một lỗ Hừm Ai đó mau xuống Ý Thì ra là con khỉ soạt Ủa là phi hồng Úi da đau quá trời mi dám núp ở đây xem trộm ta tập luyện hả Tôi thì chỉ chỉ tình cờ ở đây thôi mà Đúng không ngộ không Thôi được rồi Mi cút đi chỗ khác đi Ngoắc ngoắc Chả Vẽ một hình người để luyện tập Ta bảo Mi cút đi có nghe không Ý, cái gì nữa đây? Sững sờ Các vết lõm đều nằm ở chỗ hiểm yếu trên thân Thế rồi đã sao? Đều là những vị trí bị cầm Xem ra mi cũng biết nhiều quá nhỉ Thế sẽ không để mi thoát đâu Thằng danh con Hây Vèo đỡ này. Hắn định hạ độc thủ với mình Ôi Nguy hiểm quá Danh con cũng lệ giữ Này này bốp ý xí hụt nhé còn cười được à xem mi chịu nổi cú đấm ở chỗ hoàng kim yếu địa này không bốp ý oh. xin lỗi nhé hắn bỏ đi rồi cũng may mình vừa bị đứt thun nên hắn đánh không tới chỗ hiểm chúng ta về thôi ngộ không khẹt khẹt nhưng nghĩ lại võ công của hắn cũng khá quá suýt nữa mình tiêu rồi cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu ai được gọi tên thì bước ra trước không biết sẽ tới lượt ai nhỉ hắn chính là ngô trọng đó người mới vào sẽ thi đấu với hắn ngô trọng rất mạnh phi hồng làm sao thắng nổi phi hồng có mặt cố lên nhé hoan hô cẩn thận lại là thằng nhóc này xin chỉ giáo ơ xin chỉ giáo trận đấu bắt đầu hãy xem phi thiên cước của ta bốp vèo hấp hắn phòng thủ kỹ quá làm sao mình đánh thắng được đây kịch vèo hụt rồi kịch kịch bốp ta phản công đây ngô trọng chúng đòn rồi hả không dễ vậy đâu cứ đến đây ta sẽ không tha cho mi đâu phi hồng hãy xem đây tuyệt chiêu tam liên quyền trời ơi phi hồng trúng đòn rồi thật lợi hại sửng sốt bốp xem ra phi hồng gặp nguy rồi xem ra lần này mi còn đứng nổi nữa không bốp hmm. Mặt đất bị thủng ba lỗ luôn rồi Ghê thật Chúng người chắc chết mất Hay bốp à, bốp 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 Tuy bị chúng nhiều đòn Nhưng xem ra nó không bị sao cả Tam liên quyền lần cuối Bốp Phi hồng ta thắng rồi Cái gì Nó đỡ được sao ừ. Ôi ôi Bốp Dầm đòn kết thúc ta thua rồi dừng tay lại phi hồng kéo hoa nô oh, hoa nô oh. cuộc thi này để chọn người tài giỏi ngô trọng con đã thua rồi vì con không đủ thực lực con nói thực lực hả à? ta hỏi hai con các con luyện quyền để làm gì con luyện quyền để mình thêm khỏe mạnh ừ. phi hồng còn con con à con cũng không biết Đại khái là con muốn chơi rồi Ha 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 Khổng tử Có nói một câu như sau Người biết không bằng người giỏi Người biết nhiều không bằng người yêu thích Các con có hiểu câu nói đó không? Ý câu đó là như vậy Người hiểu rõ một chuyện Không bằng người xem chuyện đó làm vui Người xem chuyện đó Làm vui không bằng người đó Người xem chuyện đó mà hứng thú đó là đạo lý của việc luyện quyền Mình thua là phải rồi Đối với bất cứ việc gì Nếu các con có hứng thú Sẽ tiến bộ rất nhanh Con Phi Hồng Tôi sai rồi Không có gì Chúng ta đi chơi đi Ngô Trọng đã giác ngộ đạo lý rồi Hết tập 1 Mời các bạn đón xem tập 2